chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô TV. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. Kia Soluto lộ giá bán chưa đến 400 triệu đồng, xe hạng B giá ngang VinFast Fadin. Thưa quý vị, fanpage của Kia Việt Nam đăng tải một tấm ảnh với nội dung úp mở về một mẫu xe mới có nội dung, mẫu xe Kia hoàn toàn mới phân khúc B sedan, giá từ 399 triệu đồng. Với thông tin rò rỉ gần đây, cùng hình ảnh chiếc xe mờ ảo trong tấm ảnh có thể đoán được, mẫu xe này chính là Kia Soluto. Mẫu xe này được cho là sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 9. Tư vấn bán hàng đại lý xác nhận mẫu xe mới có giá từ 399 triệu đồng chính là Kia Soluto, đồng thời tiết lộ thêm bảng giá chi tiết các phiên bản của mẫu sedan hạng B này. Cụ thể có 3 bản MT, MT Deluxe và AT Deluxe giá lần lượt 399 triệu đồng, 425 triệu đồng và 455 triệu đồng. Đại lý đã nhận đặt cọc giao xe trong tháng này và đưa ra gói ưu đãi trị giá 10 triệu đồng cho khách đặt trước. Với giá bán này, Kia Soluto không chỉ cạnh tranh xe hạng B mà còn tạo sức nặng với nhiều mẫu xe hạng A trên thị trường. Giá khởi điểm của Kia Soluto chỉ tương đương VinFast Fadil 395 triệu đồng giá cao nhất 455 triệu đồng, chưa bằng pha đinh bản full option. Đối thủ đồng hương cạnh tranh trực tiếp của Kia Soluto là Hyundai Accent. Giá Accent dao động từ 425 triệu đến 540 triệu đồng. Vô doanh số phân khúc Toyota Vios có mặt bằng giá cao hơn từ 490 cho đến 570 triệu đồng. Kia Soluto tại Việt Nam được trang bị động cơ 1,4 lít, công suất 94 mã lực và mô men xoắn 132 Nm, có hai tùy chọn hộp số là số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Có 5 màu sơn để lựa chọn là trắng, đen, đỏ, bạc và xanh. Thông số kỹ thuật chi tiết sẽ được công bố khi ra mắt. Soluto đánh dấu sự quay trở lại phân khúc B của thương hiệu xe Hàn Quốc. Trước đây, Thaco phân phối mẫu Kia Rio nhưng đã dừng bán. Soluto tiếp tục là một sản phẩm lắp ráp trong nước. Khác với Rio, Soluto chỉ có duy nhất kiểu dáng sedan. Tại thị trường Việt Nam, nhất là trong phân khúc B và C, kiểu dáng sedan có doanh số vượt trội hơn xe hatchback. Kia Soluto mở bán tại Việt Nam, nhiều cơ hội, lắm thách thức. Kia Soluto sẽ là sản phẩm mới nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam trong thời gian tới. Thời điểm xe ra mắt không còn xa, mà theo dự kiến từ phía đại lý là ngay trong tháng 9 2019. Những nguồn tin ban đầu cho thấy xe sẽ được bán ra với 4 phiên bản, giá tạm tính từ khoảng 390 cho đến 450 triệu đồng. Đây là mẫu xe lắp ráp trong nước. Cơ hội lớn của Kia Soluto tại Việt Nam Sedan hạng B là phân khúc đang có sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Theo số liệu thống kê của VAMA và TC Motor, trong 7 tháng đầu năm 2019, có 33.583 chiếc sedan hạng B được bán ra thị trường, chiếm khoảng 20% thị phần xe con chở người, 166.369 xe. Trong đó Toyota Vios đang là xe bán chạy nhất Việt Nam, còn Hyundai Accent liên tục lọt top 10 xe bán chạy trong nước. Trong cùng phân khúc B, kiểu dáng sedan được ưa chuộng hơn hẳn so với Hatchback. Lấy ví dụ trong tổng số xe Mazda 2 bán ra trong 7 tháng qua, lượng xe bản sedan chiếm gần 76%. Tương tự, Toyota Vios có doanh số 14.853 chiếc, trong khi số xe Yaris bán ra chỉ 1.768 chiếc. Doanh số Honda City là 5.619 xe, còn Jazz chỉ dừng ở 866 chiếc. Hyundai Accent chuyển sang thế hệ mới chỉ có đúng một kiểu dáng sedan. Thaco cũng sẽ chỉ bán Kia Soluto với kiểu dáng sedan thay vì cả sedan và hatchback như mẫu xe tiền nhiệm Rio. Lợi thế tiếp theo của Kia Soluto là lắp ráp ngay tại Việt Nam, đảm bảo nguồn cung dồi dào. Không ít các mẫu xe nhập khẩu đang gặp tình trạng thiếu hàng, khách phải đặt cọc, chờ nhiều tháng thì mới có được xe. Ví dụ như là Mitsubishi Sponder và Suzuki Ertiga, xe lắp ráp cũng không phải trải qua những khâu kiểm định mất thời gian như xe nhập. Toyota Vios là mẫu xe sedan hạng B điển hình dù bán chạy nhất tại Việt Nam vẫn chưa từng thiếu hàng, xe luôn có sẵn để giao ngay. Kia Soluto tuy là sản phẩm hoàn toàn mới nhưng không khó để tiếp cận thị trường nhờ những bộ xe đàn em Morning và đàn anh là Cerato làm bề đỡ vững vàng. cả Morning và Cerato đều nằm trong top xe bán chạy tại Việt Nam những tháng vừa qua. Nhưng còn đó nhiều thách thức đè lên tân binh Kia Soluto. Tuy phân khúc sedan hạng B đang được nhiều người tiêu dùng trong nước để ý tới, Kia Soluto sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn của những mẫu xe đã có chỗ đứng vững vàng tại Việt Nam như Toyota Vios, Hyundai Accent hay là Honda City. Vios và Accent là những đối thủ rất mạnh có doanh số thuộc hàng top. 14.853 chiếc Vios, 10.408 chiếc Accent và 5.619 chiếc City trong 7 tháng qua là những con số sẽ khiến Soluto phải dè chừng. Tổng doanh số ba mẫu xe này chiếm tới 92% thị phần cả phân khúc sedan hạng B. Ngoài ra, mặc dù là sản phẩm hoàn toàn mới, Soluto không phải mẫu xe hạng B đầu tiên mang thương hiệu Kia được bán tại Việt Nam. Trước đó, Thaco đã từng phân phối mẫu Kia Rio với cả hai kiểu dáng hatchback và sedan. Mẫu Rio từng được lắp ráp trong nước, việc Kia Rio bị khai tử cũng phần nào tạo tâm lý e dè của người tiêu dùng trước Soluto. Anh Đức ở Hoàng Mai Hà Nội, một người đang tìm mua một chiếc sedan hạng B thắc mắc Tôi đang phân vân mua chiếc Kia Soluto sắp ra mắt, nhưng không rõ xe này thế nào, liệu có đắt đỏ và tốn xăng như Rio cũ hay là không. Trước đây, Kia Rio có giá khởi điểm từ gần 500 triệu đồng, bản cao cấp có giá gần 600 triệu đồng. Những cơ hội và thách thức đó đang đặt ra bài toán không dễ giải đối với Trường Hải trong cuộc đua mới. Đối với khẩu vị vừa dễ đoán vừa khó chiều của người Việt, cách chọn trang bị và định giá sẽ là hai yếu tố hàng đầu quyết định vị thế của Kia Soluto, rằng một là xe sẽ leo top doanh số, hai là xe sẽ dẫm vào vết xe đổ của mẫu xe tiền nhiệm Kia Rio. Nếu tìm ra lời giải, Trường Hải sẽ có thêm một ác chủ bài bên cạnh hàng loạt mẫu xe đang hot là Kia Morning phân khúc A, Mazda 3 phân khúc C, Mazda 6 phân khúc D, Mazda CX-5 phân khúc crossover cỡ C. Đồng thời, Thượng Đế Việt cũng sẽ được hưởng lợi với lựa chọn mới thay vì Toyota Vios đã quá quen thuộc. Đánh giá nhanh Kia Soluto sắp về Việt Nam đấu Vios là bom tấn nếu Trường Hải không cắt trang bị và định giá tốt. Kia Soluto trong video này lắp ráp tại nước ngoài khi về Việt Nam rất có thể sẽ được Trường Hải lắp ráp tại Lai. Song thông tin dưới đây hoàn toàn có thể mang tính tham khảo cho những ai đang tìm mua một mẫu xe cỡ B trong thời gian tới. Về thiết kế, đầu xe mang đậm nét đặc trưng của thương hiệu Kia, từ thiết kế đèn pha cho tới tản nhiệt mũi hổ đều gắn liền với ngôn ngữ thiết kế đương thời của hãng xe Hàn Quốc. Tuy nhiên, cho logo và quan sát từ các góc cạnh khác, bạn sẽ thật khó để có thể đoán định được xuất xứ chiếc sedan này tới từ đâu. Vóc dáng xe nhìn khá phong cách nhưng có phần chung chung, không tạo nên khác biệt nhiều so với các dòng tên khác trên thị trường. Dù vậy như đã nói ở trên, ốp ngoài hay nắp la răng thường thấy ở xe cỡ trung có thể đánh lừa người dùng, khiến họ không nghĩ đây chỉ là một dòng xe giá rẻ. Về nội thất, cabin Soluto là một bất ngờ thú vị và không kém phần dễ chịu. Ở tầm giá quanh 400 triệu khó đòi hỏi việc xe sử dụng chất liệu đào cao cấp hơn nhựa cứng trên phần lớn tắp lô. Nhưng cách mà Kia vận dụng chất liệu này là rất tốt, mang lại cảm giác hiện đại và chất lượng hơn so với thực tế. Ghế ngồi ổn, tắp lôi chấp nhận được, giao diện bài trí tốt, dễ thao tác và không gian để đồ ấn tượng so với kích cỡ bên ngoài đều là điểm cộng. Ngoài trừ một điểm có thể sẽ khiến không ít người dùng khó chịu. Hệ thống nút bấm điều khiển cửa sổ trên Soloto nằm dưới cả núm xoay điều hòa và trong các điều kiện vận hành thiếu sáng, bạn buộc phải mò mẫm ở khu vực vốn đã tối vì bị tắp lôi che phủ này để thực hiện thao tác mình mong muốn bản thân nút bấm điều khiển cũng không có đèn chiếu sáng. Hệ thống truyền động Mọi phiên bản Soluto dựa ở cấp cấu hình nào đều sử dụng động cơ 1.4 lít, i 494 mã lực, tại 6.000 vòng tua máy trên 1 phút, và 132 Nm mô men xoắn, tại 4.000 vòng tua máy một phút, ngang phân Toyota Vios với động cơ 1.3 lít. Top Gear đánh giá cấu hình này ở mức chấp nhận được, đủ tốc độ đi vận hành và vượt xe trên cao tốc khi hộp số tự động 4 cấp làm đúng phần việc của mình. Trong điều kiện vận hành nội đô, hộp số vận hành khá tốt, nhưng khi ra môi trường hoang dã hơn thì bắt đầu thể hiện sự thiếu ổn định của mình. Khi thì xe vẫn bon bon tăng tốc đều đều, khi thì máy y ở ngưỡng 50 km/h trong một khoảng thời gian nhất định. Mức tiêu thụ nhiên liệu đo được trong quá trình thử nghiệm của Top Gear chạm ngưỡng 11 km mỗi lít đường hỗn hợp, 9,09 lít trên 100 km. Trải nghiệm lái, đây là mạng khiến Soluto tách biệt ra khỏi nhóm dưới 500 triệu đồng, nhất là khi khả năng cách âm và chống rung không thua kém xe hạng trên. Tay lái nhẹ, êm cũng giúp cho Soluto trở thành xe đô thị lý tưởng, dù hơi biến thành điểm trừ khi tỏ ra hơi nhẹ tốc độ cao. Nhìn chung, xe mang lại cảm giác lái lẫn ngồi trong ấn tượng hơn tầm giá. Về tính năng, một điểm chắc chắn là Soluto phiên bản ra mắt tại hai thị trường châu Á, có số trang bị tiêu chuẩn nhiều hơn bất cứ mẫu xe nào ở tầm giá của mình, dàn nút bấm điều khiển trên vô lăng, camera sau Màn hình cảm ứng trung tâm bài in tích hợp Apple CarPlay và Android Auto là một vài ví dụ. Cốp xe phía sau cũng được điểm cộng bởi vì rộng rãi. Như vậy là xe chưa chính thức về Việt Nam nên tất cả những thông tin phía trên chỉ dừng ở mức tương đối tại phiên bản Philippines, nhưng chắc chắn là dòng Soluto sẽ là một cái tên đáng chờ đợi khi xuất hiện trong nước. Theo một số nguồn tin ban đầu, Kia Soluto sẽ được trường hải lắp ráp trong nước và có thể ra mắt ngay trong tháng này. Bài toán chọn lựa trang bị và định giá sẽ là yếu tố quyết định doanh số của Kia Soluto tại Việt Nam khi phân khúc đang bị thống trị bởi Toyota Vios với hơn 2.000 xe bán ra mỗi tháng. Nên tảng tốt của Kia Morning ở phân khúc dưới đang là cơ sở để Trường Hải tự tin hơn và quyết định tham chiến ở mâm trên đối với riêng thương hiệu Kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô BKTV. hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.